Chào các cụ nhá. Hôm nay là thứ hai đầu tuần nên mình ở vườn lan Khai Phong đây, và cũng chúc các cụ như là một tuần nhá, một tuần vui vẻ, thành công trong mọi lĩnh vực nhá. Mình lên một cái video này coi như là cũng muốn thay đổi chủ đề tí, và cũng là một cái vấn đề cũng tương đối bức xúc ở trong cái dư luận hiện nay, trong cộng đồng anh em chơi lan hiện nay, là chủ yếu là về cái vấn đề giải quyết với vấn đề sai cây nhá, sai cây đấy, sai mặt hoa, tức là gọi là bán cây giả đấy, và cái hướng cách xử lý như thế nào. Các bạn nếu các bạn ở xem những cái ở trên những cái trang hội nhóm ấy, kể cả những cái trang rất là uy tín nhá, không phải những cái trang mà cứ lên chửi bậy chửi bạ đâu, trang rất là uy tín ấy, về cái xuất hiện cái hiện tượng tố cáo nhá các bạn nhá, tố cáo rồi bốc phốt nhau về cái chuyện sai cây thật giả rất là nhiều. Kể cả những cái anh lớn, những cái vườn lớn, những cái người rất có uy tín đấy. Những cái vườn coi như là xếp thứ hạng của tại Việt Nam ấy các bạn nhé, những cái người đấy, và cả vườn luôn, cũng đều coi như là bị liên quan đến những cái vụ bê bối về cái vấn đề cây giả, cây thật. Tại sao như vậy? Và cái hướng giải quyết ra sao? Và cái thiệt thòi như thế nào thì nó sẽ nằm ở trong cái video này, mời các bạn chú ý lắng nghe phân tích của mình nhá. Thông thường ấy là khi bán cây mua cây giữa người mua người bán ấy, đấy, chủ yếu là giữa giao dịch dân sự với dân sự thôi, là giao dịch dân sự, tức là hai người đều nó không phải là một cái đại diện một cái cơ quan tổ chức nào cả, nếu đều là dân sự, gọi là giao dịch dân sự, và chủ yếu là giao dịch bằng nhau bằng video đấy, hình ảnh video và coi như là giấy tờ đấy. May ra thì ai đúng luật thì nó có công chứng, nhưng mà cơ bản là cái vấn đề là có video là cái mấu chốt để chúng ta khởi kiện là vẫn là được hợp lý và hợp pháp, là cái đấy là cái bằng chứng rất là quan trọng. Nhưng mà các bạn biết ấy, một loạt nhé, mình nói một loạt rất nhiều luôn, kể cả những cái anh lớn nhà vườn lớn có giá trị đều coi như dính vào những vụ bê bối, như các anh em xem trong hội nhóm, xin phép mình không kể ra đây làm gì, kể ra đâm đôi khi là xấu mặt ban đại diện ra các bạn nhé. Mình chủ yếu là các bạn ngẫm thôi. Từ cái hình ảnh này, video này và những cái giấy tờ liên quan đến chuyện sai cây sai cây đấy. Sau khi phát hiện sai cây thì là người mua lúc đấy mới quay lại đối với người bán và coi như là yêu cầu bồi thường đấy. Sau khi quay lại rồi đấy các bạn ạ, quay lại yêu cầu bồi thường, lúc đấy hai bên bắt đầu mới xảy ra tranh chấp các bạn nhé, lúc đấy xảy ra tranh chấp. Vào cái thời điểm này thì là sao? Vào cái thời điểm này là cái thời điểm cây rẻ mà xảy ra tranh chấp như vậy đấy, thì hai bên xung đột, một bên mua thì là yêu cầu đòi tiền lại đấy, và một bên bán thì là yêu cầu đề nghị coi như là đền cây theo thực tế hoặc đền theo giá trị thực tế. Cũng tóm lại cũng chỉ vì coi như là cái đồng tiền thôi các bạn ạ, chênh lệch cái đồng tiền quá lớn, trước kia là mua là giá trị cao, bây giờ thì giá lan nó xuống thấp thì lại giá trị nhỏ, thì là kể cả coi như cứ đền dư ra, rồi dư ra đi đấy.
ví dụ như là cây nó lên đến 50 sen, để 50 sen cây khác đi, là vẫn người bán vẫn lợi hơn rất nhiều. Tại vì giá trị cây nó thấp mà. Mình nói đơn giản như cây phú thọ thôi, như các bạn biết đúng không? Mua trước kia ví dụ như là mua 10 triệu. Nên bây giờ nó sai hoa thì coi như là người ta đền cái cây, kể cả cây lên 2 mét đi, lớn lên 2 mét đi. Với cái giá trị bây giờ nó cũng chỉ khoảng độ tầm 2 triệu, 2 đến 3 triệu là kịch. Khoảng tầm 3 triệu là kịch. Thì là vẫn người bán vẫn có lãi 100%. Chính vì thế coi như là người mua luôn luôn đòi đúng cái quyền lợi của mình, tức là cái giá trị thực bỏ ra lúc đó mà đến bây giờ không được hưởng thụ. Đấy. Chính đáng công chăm sóc rồi nọ kia, và cũng là xoay ra là đòi tiền. Từ đó là hai bên là xảy ra gọi là xung đột và tranh chấp. Vậy cái việc này thì là các bạn nên xử lý như nào cho nó hợp tình hợp lý. Đấy. Cơ bản là giữa cái việc này là phải giữa hai người cam kết nhau. Đấy. Khi bắt đầu mua bán với nhau các bạn nhé, mua bán với nhau, nếu mà bạn chấp thuận, giữa người mua người bán chấp thuận với nhau là coi như là sai cây đền cây, thì coi như là bạn vẫn phải chấp nhận đền cây. Đấy. Còn nếu mà sai cây đền theo giá thị trường thì bạn cũng phải chấp nhận theo giá thị trường. Còn nếu mà coi như là sai cây thì bồi hoàn lại, tại vì có cái trường hợp bán là sai cây sẽ bồi hoàn lại bao nhiêu tiền ấy chẳng hạn, hay là gấp 10 lần cái giá trị ban đầu. Người ta, nhiều người ta còn cam kết là sai cây điện đền 1 tỷ. Đấy. Người ta khẳng định như thế, nhiều nhà vườn người ta giữ chữ uy tín, người ta đền, người ta khẳng định thế, sai cây đền 1 tỷ. Thì coi như là trường hợp đấy thì chúng ta cứ áp dụng theo như thế thôi. Đấy, nhưng mà coi như nhiều người mua thì bây giờ cũng tiếc tiền. Đấy, cơ bản là tiếc tiền thì cũng xoay ra vặn lại, xoay ra đòi lấy lại tiền. Thì cái này thì là chính vì thế nó xảy ra tranh chấp. Và đặc biệt là các bạn xem những cái vụ bê bối ở trên những cái trang hội nhóm về liên quan cái cây lan các bạn nhé. Đấy là theo cái của mình giải quyết có tình có lý là phải như vậy. Còn đâu là về cái vấn đề chủ yếu là về cái vấn đề là tại sao mình nói nhé, chủ yếu là về vấn đề tại sao những người có uy tín hoặc những nhà vườn lớn như thế mà vẫn để xảy ra sai cây, mà không phải là rất hiếm khi sai cây mà sai cây rất là nhiều các bạn nhé. Sai cây rất là nhiều. Đấy. Tại sao như vậy? Liệu coi như là nhà vườn đó người ta có cố tình tiếp tay hoặc cố tình coi như là vì đồng tiền để mà chuộc lợi, để lừa đảo mọi người mua lan hay không? Theo mình, theo quan điểm của mình, có dấu hiệu nhé. Rất nhiều nhà vườn có dấu hiệu và khẳng định họ cố tình làm cái trò này. Đấy. Như các bạn biết đấy, nói thật ý, ví dụ như là mình trồng ở đây, mình găm cây ở chậu hoặc mình ươm cây ở chậu như thế này, thì là coi như là mình đã cây nào chậu nào vào cây đấy, khay nào vào khay đấy, thì làm sao mà có chuyện nhầm nhọt được. Đấy. Mà trong đó là nhiều người, như các bạn biết một số cái vụ ấy là coi như nhầm những cây bột cây bẹt sang những cây hồng minh châu chẳng hạn, hai cây nó cũng lá giống nhau. Đấy. Thế là coi như là hai bên cũng cứ xảy ra tranh chấp thôi. Rồi coi như là ngay kể cả nhà vườn lớn cũng coi như là cái cây rất có giá trị, ví dụ như là bảo duy hay ngọc sơn cước mà còn bị nhầm. Mình nghĩ cái chuyện này là cái chuyện không thể chấp nhận được. Đối với những cái cây giá trị lớn ấy, theo mình là các bạn mua ấy, là coi như là vẫn cam kết rằng coi như là phải, không phải là nghĩ cái chuyện đền cây các bạn nhé, không, đừng nghĩ cái chuyện đền cây.
đền cây nhà vườn luôn luôn có lợi, người bán luôn luôn có lợi. Các bạn phải khẳng định rằng đền bằng cái giá trị thực tế mua nhân đến bao nhiêu lần để cam kết rằng cái nhà vườn có trách nhiệm lớn, chứ không phải là cây thì nó luôn luôn xu hướng giảm. Các bạn nhớ nhé, đền theo giá trị thực tế của cây, mới chiều dài nhân chiều dài cây thì cây luôn 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 có giá trị giảm các bạn nhé. Để mà chuẩn đấy, cây luôn luôn giảm đấy. Mà trong đó đền theo giá trị thực tế của cây, cây luôn luôn giảm, và cây lớn bao nhiêu thì coi như nó cũng lại giảm đi tương xứng, thì sao? Thì bằng hòa đấy. Chính vì thế coi như là những cái cây giá trị lớn, mình theo mình là phải coi như đền theo cái bồi hoàn lại, và coi như là đền công chăm sóc theo đúng cái giá trị thực tế của cái lúc mua các bạn nhé. Đấy. Giờ coi như là chưa kể nhé, mình nói chưa kể nhé, các nhà vườn bán cây cho mình, bán cây cho người mua, người mua về những cây đấy chết thì sao? Chết thì các bạn dĩ nhiên các bạn phải chịu rồi. Đấy. Còn những cái cây sống thì họ mới đền. Vì vậy cái người bán sai cây ấy, họ cố tình sai cây ấy, họ luôn luôn có lợi. Kể cả người ta cứ bồi thường cho các bạn, người ta vẫn có lợi các bạn nhé. Vì sao? 10 cây có thể nó còn một số cây chết. Đấy. Hoặc coi như là một số cây lại cái người buôn la lại bán cho người thứ ba, có tình trạng ấy rồi, bên thứ ba cuối cùng là cứ lùm xùm với hòa cả làng. Vậy coi như là khi các bạn nhé, các bạn mua lan là các bạn mua những cây có giá trị, là các bạn phải cam kết người mua ấy là phải coi như là à người bán ấy, hai bên người mua người bán là đền theo đúng cái giá trị của ban đầu mua cộng với cho công chăm sóc, thì lúc đấy người mua à người bán người ta mới có cái trách nhiệm cao hơn. Như mình bây giờ mình cứ bán sai hàng loạt đấy, thực như thế các bạn, người ta bán sai hàng loạt đấy, 10 cây nói thật đấy, 10 cây sau này nó còn chết đi 5 cây rồi, còn có 5 cây bán đi cho người bên thứ ba nữa, bên thứ ba thì mình không có trách nhiệm bảo hành đấy, mình chỉ bảo hành người mua thôi. Thế là cứ lùm xùm, cuối cùng là cái người bán vẫn là có lợi. Các bạn có cái ý kiến gì về trong cái chuyện mua bán và bồi thường đền cây, các bạn cứ comment xuống dưới của cái video này các bạn nhé. Đúng rồi, để chúng ta anh em cùng đọc cùng bàn luận xem cái gì nó chính đáng. Đấy là theo cái quan điểm của mình về những cây bình thường thì là các bạn có thể là với cái thời bây giờ các bạn lên, mình khuyên các bạn lên coi như là cam kết rằng đền theo đúng cái giá trị thực tế khi mua nhé, bồi thường lại cái giá trị thực tế khi mua đấy. Và coi như là cái công chăm sóc đến bây giờ mà phát hiện sai cây thì người bán mới có trách nhiệm, chứ còn các bạn không nên đấy, bồi thường theo cái coi như là giá trị thực tế sau khi phát hiện sai, là người mua luôn luôn có lợi, à người bán luôn luôn có lợi các bạn nhé, người mua luôn luôn thiệt, kể cả cứ như là các bạn ấy nó như các bạn biết ấy, lan nó rẻ đi thì là kể cả người ta đền 100% vẫn là chỉ bằng một phần đấy. Mà trong đó nó gây xấu loạn thị trường, nó gây nhũng nhiễu thị trường đấy. Vậy các bạn có một cái ý kiến gì nhá, ý kiến gì là các bạn cứ đưa xuống đấy, đấy là theo cái quan điểm của mình về cái vấn đề sai cây
và trách nhiệm của mỗi bên như thế nào. Và mình nên nhớ rằng, mình khuyên các bạn rằng mua bất kỳ cây gì đấy, đặc biệt những cây có giá trị, thì là các bạn nên đấy, vì các bạn là dân sự mà, thì các bạn nên coi như là làm cái video bán cây, làm cái video bán cây nhé, làm cái video bán cây để chúng ta làm một cái bằng chứng. Cái video bán cây nó giá trị quan trọng hơn rất nhiều tất cả các giấy tờ khác, để chúng ta là bằng chứng để chúng ta kiện cáo gì sau này chẳng hạn. Đây là mùa này thì các bạn biết này, mình cũng đang hạ cây xuống. Đây này, ví dụ như cây cây này, cây của mình, cây phú thọ này chẳng hạn, nó đã lở hoa tại vườn mình rồi, mình đã đưa nó xuống rồi. Đấy, thì đối với mình nhận dạng được ngay. Tại sao đối với một số cái nhà vườn mà họ vẫn cứ cố tình họ sai cây được, mà họ vẫn nói là họ ấy được là thế nào, mình không hiểu. Đây họ nhiều nhà vườn mình cảm tưởng nó cố tình để bán sai cây để chuộc lợi cho bản thân mình, kể cả những nhà vườn lớn như các bạn biết rồi. Thôi, video này mình làm đến đây cùng các bạn bàn luận về vấn đề này một tí nhé. Đấy, xong rồi là các bạn có cái vấn đề gì các bạn cứ comment dưới. Đấy, thì để mọi người cùng hướng và tỉnh ngộ. Đấy, cái quan điểm của mình là như vậy. Đấy, với cái thời buổi giờ giá na nó sụt giảm, nó trở lại với cái mặt bằng chung, thì là coi như là chúng ta phải thay đổi cái vấn đề mua bán và có trách nhiệm của đôi bên để nó đi tới chấm dứt hoặc hạn chế cái việc sai cây. Đấy, đặc biệt là các bạn không mua, mình khuyên các bạn những cây giá trị không mua ở những cái live stream nhé, cái live stream hoặc đấy bán trực tiếp, mà coi như là những cái chỗ là bán nó quá rẻ, với cả như về cây quá sai. Các bạn cố gắng làm sao mà xem những video về nhận dạng cây, hoặc những hỏi những người ta đã chơi nan rồi, chơi nan va nhé, rồi những người chơi chỉ thuần túy thân lá họ không biết đâu. Video này mình làm đến đây là kết thúc nhá. Cuối cùng mình cũng chúc các bạn có một tuần làm việc vui vẻ, thành công trong mọi lĩnh vực các bạn nhé. Thôi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn.